Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ly Kỳ. Và hôm nay chúng ta sẽ tạm rời xa đất nước Nhật Bản và bay sang nước Ấn Độ để xem tại đất nước này có những thể loại ma như thế nào. Và trước khi vào nội dung chính, tôi sẽ tóm tắt sơ lược về nội dung bao quát ngày hôm nay. Thứ nhất, một tên trộm sau nhiều ngày theo dõi đợi chủ nhà đi vắng, thừa cơ hội hắn vào nhà cướp hết tài sản, nhưng hắn không biết rằng đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời hắn. Thứ hai, một căn phòng trọ bí ẩn đáng sợ, những cái bóng lẩn khuất và nó có thể tấn công con người. Và thứ ba là những trường hợp mà khoa học không thể giải thích được những hiện tượng quái lạ. Và đó là tất cả những gì mà Chuyện Ly Kỳ muốn giới thiệu các bạn ngày hôm nay. Đoạn phim này xác định được quay lại tại ngôi nhà của gia đình Sudham thuộc thành phố Chennai, Ấn Độ vào khoảng 12 giờ trưa ngày 13 tháng 9 năm 2014. Đoạn phim an ninh này được gia đình Sudham gửi đến sở công an địa phương khi họ phát hiện có cướp đột nhập vào nhà của họ. Theo thông tin họ cung cấp với giới điều tra như sau: hôm đó họ được mời đi dự một bữa tiệc tại nhà của một người bạn cách nhà họ hơn 100 cây số. Khi về tới nhà, một khung cảnh khiến họ phải giật bắn người: cánh cửa chính mở toang, những thứ đồ đạc rơi khắp nhà khách, những vết dấu chân dính đầy bùn đất trên sàn nhà vì trận mưa hôm qua. Trong đầu họ lúc bấy giờ mơ hồ nghĩ về vụ trộm được nói tới trước đây trong khu vực này. Này, nó đã diễn ra trong chính căn nhà của họ. Hốt hoảng chạy ngay vào nhà kiểm tra những thứ đồ đạc, tiền bạc và nữ trang, những bóp tiền bị vứt lung tung trong tủ đồ. Nhưng điều mà khiến họ ngạc nhiên là tên cướp không hề lấy đi bất kỳ món nào. Khi xem lại camera, họ đã giải mã được mọi thắc mắc. Nhưng dường như họ cũng đã biết thêm một điều nữa là người mẹ quá cố đã luôn bên cạnh họ, và giờ đây linh hồn của bà ta đã giúp họ ngăn chặn và xua đuổi tên cướp. Dù có bị nói là mê tín, nhưng họ vẫn luôn nằn nặc chắc chắn đó là linh hồn mẹ của họ, bởi vì bà ta đã qua đời cách đó không lâu. Và đây chính là căn phòng mà bà ta đã ở khi còn sống. Thank you.
Đoạn phim này được quay lại tại một nhà nghỉ thuộc thành phố Jabalpur, Ấn Độ vào khoảng 1 giờ chiều ngày 16 tháng 7 năm 2013. Đoạn video này được chính chủ nhân của khách sạn cung cấp khi người khách trong video này là anh Rahul phàn nàn về những điều ma quái xảy ra trong căn phòng trọ của anh ta. Những điều mà anh ta cho là dị thường đến mức khó tin, đồ đạc bỗng nhiên rơi ra từ tủ đồ, những âm thanh kỳ lạ đôi lúc lại vang lên theo tiếng rít của cánh quạt. Và điều mà làm anh ta sợ hãi nhất đó là Rahul đã nhiều lần vô tình nhìn thấy một bóng người lẩn khuất trong phòng khi anh ta đang mải mê làm một điều gì đó. Và đỉnh điểm của sự việc là lúc Rahul bước ra từ phòng tắm, như có ai đó đã đẩy tới làm anh ta ngã về phía trước. Anh ta nói rằng đó chắc chắn chính là cái bóng mà đã nhiều lần lướt nhanh qua người anh khi anh ta đang tập trung làm bất cứ một điều gì đó. Và đoạn phim này đã cho thấy linh cảm của Rahul là hoàn toàn chính xác. Những trường hợp tương tự cũng đã được quay lại và chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Instagram. Tất cả những sự ma quái mà chúng ta không thể giải thích vẫn đang hiện diện trong cuộc sống hàng ngày. Hãy tiếp tục xem và bạn sẽ là người quyết định câu trả lời cho những trường hợp dị thường này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn cảm nghĩ gì? Hãy để bình luận của bạn bên dưới. Hãy like và chia sẻ video để ủng hộ Chuyện Ly Kỳ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.